Bình và Mạnh Tiến xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Sáng nay 7 tháng 10 diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay. Trước tiên, mời quý khán giả cùng theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý sau đây. Nhiều điểm sáng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tăng cường công tác chống buôn lậu trên các tuyến biên giới và địa bàn nội địa. Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại xã Hưng Thuận. Sáng ngày 7 tháng 10, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức diễn ra tại hội trường tỉnh ủy. Đại hội với sự tham dự của 248 đại biểu đại diện cho gần 35.000 đoàn viên trong toàn tỉnh. Đến dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Về phía tỉnh Tây Ninh, đến dự có ông Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, tỉnh đoàn Tây Ninh qua các thời kỳ. Trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cấp bộ đoàn đã không ngừng đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phương thức tổ chức hoạt động. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện đạt và vượt 2/3 công trình, có 7 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt so với nghị quyết nhiệm kỳ đã đề ra. Tiêu biểu trong nhiệm kỳ là thực hiện được trên 520 km công trình thắp sáng đường quê với tổng giá trị 12,5 tỷ đồng, vượt gần 4 lần so với chỉ tiêu đề ra, trang bị được 131 công trình cùng trò chơi dành cho thiếu nhi với tổng trị giá hơn 6,4 tỷ đồng, vượt hơn 2 lần so với chỉ tiêu đề ra. Với chủ đề Hành động vì tương lai của tuổi trẻ, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc, tại phiên trọng thể sáng nay, đại hội đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo đại hội và tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong chương trình thời sự tối. Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Tối 6 tháng 10, tại Trung tâm Thương mại TTC Plaza, tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức đêm nhạc acoustic với chủ đề Bài ca tuổi trẻ thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã cất cao lời ca tiếng hát trên nền nhạc acoustic giàu cảm xúc với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước. Các bài hát mang đậm hơi thở của đoàn và của tuổi trẻ. Lồng ghép trong chương trình còn là các nội dung tuyên truyền và phần đổ vui có thưởng tìm hiểu về đại hội đoàn. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa vừa tạo không khí vui tươi sôi nổi trong những ngày diễn ra đại hội, vừa là sân chơi bổ ích giúp các bạn đoàn viên thanh niên có dịp gặp gỡ giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chuyển sang thông tin khác, chiều ngày 6 tháng 10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tây Ninh tổ chức sơ kết 9 tháng công tác tuyên giáo, khoa giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị. Trong 9 tháng năm 2022, Ban Tuyên giáo các cấp thành phố thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan chức năng, nắm vững dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng dư luận và đấu tranh phản bác trên các trang mạng xã hội. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn tham mưu tổ chức được 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho gần 1.200 học viên. 100% các phường xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học mức độ 3 và trung học cơ sở mức độ 2. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 35 trên 42 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 83%. Ngoài ra, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp hội khuyến học thành phố đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp được hàng trăm suất học bổng với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng, tiếp tục tăng cường tuyên truyền đấu tranh, phản bác các vấn đề đi ngược lại với đường lối, tư tưởng của đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của thành phố đã đề ra.
Chiều ngày 6 tháng 10, Ban Tuyên giáo huyện ủy Tân Biên tổ chức sơ kết 9 tháng công tác tuyên giáo và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 9 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở luôn chủ động thực hiện các hoạt động chuyên môn, tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng đúng theo kế hoạch đề ra. Việc định hướng tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm. Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hoàng Nam, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, yêu cầu các ngành trong khối tư tưởng, khoa giáo và tuyên giáo từ huyện đến cơ sở tập trung nắm diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đối với những sự vụ, sự việc dư luận quan tâm. Kịp thời phối hợp với cơ quan chuyên môn, tháo gỡ những pano áp phích bản hiệu cũ, rách, nội dung không còn phù hợp, đẩy mạnh quảng bá di tích lịch sử, văn hóa gắn với tăng cường công tác giáo dục lịch sử đảng bộ huyện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Tân Biên. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới và địa bàn nội địa. Qua đó thì đã chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa. Theo đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh với vai trò thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh có nhiệm vụ triển khai xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chỉ đạo các phòng, đội quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, thanh tra kiểm tra điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, các mặt hàng trọng điểm như thực phẩm, xăng dầu, ga, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng quản lý nắm tình hình, trao đổi, chia sẻ thông tin, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới để phát hiện xử lý kịp thời hành vi xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không để hình thành các kho bãi tập kết, điểm chứa hàng lậu ở khu vực biên giới, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cư dân biên giới. Về phía Công an tỉnh, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là đối với các mặt hàng xăng dầu, dược phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, bia, thuốc lá, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm. Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác quản lý thuế, kiểm tra, rà soát kịp thời, phát hiện, ngăn chặn hành vi trốn thuế, nợ động thuế, chuyển giá, kiểm tra việc phát hành sử dụng hóa đơn điện tử nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán sử dụng trái phép hóa đơn điện tử để kịp thời để hợp thức hàng nhập lậu trốn thuế. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý. Ngày 6 tháng 10, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Trảng Bàng tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8 787B 789, dự án thành phần 3 tuyến đường DT 789 cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Hưng Thuận. Đợt này, xã Hưng Thuận có 116 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được bồi thường hỗ trợ với số tiền khoảng 28 tỷ đồng. Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được tổ chức thực hiện khoa học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được tư vấn hướng dẫn thực hiện các thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, toàn xã Hưng Thuận có 491 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 12 tổ chức và 479 hộ gia đình, cá nhân. Tổng số tiền chi trả hỗ trợ để thực hiện dự án hơn 118 tỷ đồng. Tiếp theo bản tin trưa hôm nay là phần tin trong nước và thế giới với những tin chính sau đây. Đổi thay ở bản du lịch cộng đồng Hoài Khao. Nhiều điểm du lịch mới sắp xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. EU áp đặt gói trừng phạt mới đối với Nga. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới để đón du khách quốc tế trong mùa cao điểm cuối năm. Theo đó, tour quận 11 có một chợ lớn rất khác đã được Ủy ban Nhân dân quận và Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt xây dựng với nhiều điểm đến mới lạ và hấp dẫn để giới thiệu đến du khách. Quận Phú Nhuận đang xây dựng đề án xây dựng phố ẩm thực Phan Xích Long. Đến nay đã có 12 quận huyện trên địa bàn xây dựng và giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, đóng góp vào sự đa dạng phong phú của điểm đến thành phố.
Sau 3 ngày, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi văn bản, Netflix đã gỡ bộ phim Little Women từ việc ba chị em trên kho ứng dụng tại Việt Nam. Netflix khẳng định luôn sẵn sàng hợp tác và tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam. Bộ phim bị yêu cầu gỡ vì vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9, luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh, quy định tại khoản 4, điều 11, luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở luật báo chí. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính ông HNS trú tại quận Cẩm Lệ về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật với mức phạt 7,5 triệu đồng. Trước đó, người này đăng tải bài viết xót xa trước hộp cơm của các em học sinh vùng cao Nam Giang lên mạng xã hội. Nội dung thể hiện bữa ăn của các em học sinh là hộp cơm chỉ có thịt chuột. Cơ quan chức năng xác định hình ảnh trong bài viết được đăng tải là không trung thực về sự việc, bối cảnh diễn ra với lời bình luận xót xa về bữa ăn khiến người đọc hiểu sai nhằm câu view là vi phạm. Chuyển sang các tin tức quốc tế chúng tôi mới cập nhật. Liên minh châu Âu EU đã áp đặt gói trừng phạt thứ 8 và cũng là gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga, qua đó mở rộng các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực thương mại cùng một số công dân Nga. Gói trừng phạt mới bao gồm việc cấm nhập khẩu sản phẩm thép, gỗ, giấy, sản phẩm chế tạo máy, kỹ thuật gia dụng, sản phẩm hóa học, nhựa và thuốc lá từ Nga, cũng như cấm cung cấp một loạt dịch vụ cho các công ty Nga. Ngoài ra, EU cũng đưa ra hàng chục cá nhân của Nga vào danh sách trừng phạt. Bên cạnh đó, gói trừng phạt cũng bao gồm việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga, song chỉ bao gồm các bước đi đầu tiên chứ chưa áp đặt trên thực tế. Hiện vấn đề này còn nhiều chi tiết chưa được thống nhất, trong đó có cơ chế định giá thực tế và cần phải thảo luận trong khuôn khổ EU cũng như nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10, tại thủ đô Bangkok, Bộ Năng lượng Thái Lan và Bộ Công thương Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 2 với mục tiêu chung là thúc đẩy phát triển năng lượng sạch và bền vững. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An dẫn đầu tham dự. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bí thư Thường trực Bộ Năng lượng Thái Lan Kulit Somphatsiri cho biết, Thái Lan mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác thực chất về năng lượng với Việt Nam. Diễn đàn lần này tập trung trao đổi thông tin về các chính sách năng lượng quốc gia của mỗi nước. Đồng thời, hai bên cùng thảo luận về các cơ hội đầu tư và thương mại trong lĩnh vực năng lượng. Về phần mình, Thứ trưởng Đặng Hoài An đánh giá, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng đã có nhiều kết quả tích cực. Thái Lan là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng với nhiều dự án tiêu biểu. Ngoài ra, các doanh nghiệp Thái Lan đã và đang đầu tư vào các dự án xây dựng nhà máy điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện tại nhiều tỉnh thành phố của Việt Nam. Thứ trưởng Đặng Hoài An nhấn mạnh, việc tổ chức diễn đàn lần thứ hai là cần thiết, kịp thời và có nhiều ý nghĩa trong bối cảnh ngành năng lượng toàn cầu thời gian qua đối mặt với nhiều khó khăn. Còn tại Thụy Điển, cảnh sát nước này đã công bố thêm thông tin về sự cố rò rỉ tại các đường ống dòng chảy phương Bắc. Theo đó thì có thêm chứng cứ cho thấy vụ việc này do hành động phá hoại. Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát Thụy Điển cho biết đã phát hiện dấu vết của các vụ nổ gần đường ống tại vùng đặc quyền kinh tế của nước này trên biển Baltic và là nguyên nhân dẫn tới hư hại trên các đường ống. Một số vật liệu đã được thu thập tại hiện trường và đem đi phân tích để phục vụ quá trình điều tra. Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường, cảnh sát Thụy Điển đã dỡ bỏ phong tỏa tại khu vực này. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết đã nhận được thông tin qua các kênh ngoại giao rằng các nước hiện chưa có ý định mời Moscow tham gia quá trình điều tra sự cố rò rỉ trên các đường ống của dòng chảy phương Bắc. Quan chức này cũng nhấn mạnh sẽ không thể tiến hành một cuộc điều tra mang tính khách quan nếu thiếu sự tham gia của Nga. Quý khán giả thân mến, phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.